Lean Body, nét đẹp bất tử theo thời gian, trường tồn cùng năm tháng. Niềm kiêu hãnh của streamer danh nhân bụng sáu múi. Di Nguyễn Luxury Home Gym. Chào mừng các bạn đến với Home Gym của Di Nguyễn. Chắc các bạn không lạ cái Home Gym này đúng không ạ? Cái Home Gym này đã từng quay những cái dự án video Home Gym Couple Workout trước dịch nha các bạn. Và những video đó cũng là tạo ra những cái làn sóng tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội nha các bạn. Thì ngày hôm nay Di Nguyễn đứng trên cái Home Gym của mình đã hoàn thiện được cái bộ chữ một chữ nhất đời gym. Hồi lúc trước cũng có rồi nhưng mà nó hơi xấu, mình không dám quay nha các bạn. Đây là Home Gym Di Nguyễn, một chữ nhất đời gym, phiên bản 17 nha các bạn. Vậy thì một chữ nhất đời gym được khắc họa trong cái gì? Nhất body, nhất danh vọng, nhất thành công. Còn thêm một câu nữa nhưng mà đây hết chỗ rồi nha các bạn. Đó nè các bạn thấy không? Body, danh vọng, thành công. Để được có cái Home Gym này thì bạn phải có cái thành công cái đó. Đây là cái Luxury Home Gym, chứ không phải Home Gym thường bán ngoài chợ. Không phải. Luxury này dành cho người có đẳng cấp, có tiền, có đối tượng mà Di Nguyễn hướng đến video, chứ không phải là hướng đến những cái bạn đang ngửa tay xin tiền phụ huynh mà buông lời cay đắng nha các bạn. Hai cái đối tượng nó hoàn toàn khác nhau. Đó. Và đây là thể hiện cho cái nhất body, nhất danh vọng, nhất thành công đây các bạn. Nhìn tướng này có body không bạn? Thấy không? Nhìn mặt cái bộ com lê này có danh vọng chưa? Mà như vậy là thành công chưa? Tức là cái bức tranh này á, là Di Nguyễn đã để trong đầu mình từ rất lâu rồi. Từ lúc mà chưa có thằng này với thằng này chưa xong đó bạn. Để mô hình rồi đó. Mà xong rồi thằng này nè, nó thành hình thiệt. Mà thằng này chưa có hình để mô hình. Nhưng mà cái mô hình nó cũng đẹp nên để luôn. Mai mốt nó sẽ có một phiên bản hình khác thôi chứ không in ra giống vậy nữa nha bạn. Nhà thiệt. Đó. Thì xin trân trọng giới thiệu bạn vậy. Và đây là cái dàn gỗ tiêu âm nha các bạn. Nên mà thấy âm thanh ở trong cái phòng này tương đối nó rất là tốt. Rất là tốt. Đây và Home Gym của tôi. Nhưng mà ngày hôm nay có gì để nói, đó là dự án Lean Body Home Gym. Bữa nay một mình Di Nguyễn độc tấu thôi, với thêm một MBT thôi. Gái gú bỏ hoàn bên. Đó. Tức là cái Home Gym này các bạn mua về á, nó sẽ có rất là nhiều cái mục đích để các bạn sử dụng. Cho gia đình, cho con cái, cho vợ chồng, cho người thân, cho đối tác. Hay là cho bản thân một cái người tập gym rất là mạnh mẽ, rất là đẳng cấp rồi vẫn có thể sử dụng Max OT và Lean Body. Tất nhiên Max OT là một cái dự án quyền thoại của Di Nguyễn rồi, mà Di Nguyễn không có thời gian để làm thêm Max OT trên này. Nhưng mà bạn thông qua cái giáo án Lean Body của Di Nguyễn thì bạn sẽ nhìn được là cái phòng Home Gym của ông Di Nguyễn này được tập cả Max OT. Vậy thì những ai được vào đây? Những người bạn của Di Nguyễn, cơm và phở, rồi hoặc là những cái khách hàng VIP membership thuê gói BT sẽ được vô đây tập, còn khách hàng membership bình thường không được vô khu này nha các bạn. Đó, xin trân trọng giới thiệu vậy. Giờ ngày hôm nay, Lean Body ngày đầu tiên là gì? Thật ra hôm qua mới tập chân đau quá, đau luôn cái lưng, đúng không? Nên ngày hôm nay mình sẽ chuyển qua lịch ngược chút xíu. Lean Body tay trước vào bụng. Nha các bạn. Lean Body tay trước vào bụng. Mời các bạn theo dõi. Ok, rồi bây giờ là chúng ta sẽ khởi động nha. Cây 0, 5, 10, 15, 20. Tập thiệt 25, chết bỏ. Vậy thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lên. Lên 5 kg mỗi bên. Đây là EVP 3D. Uống hết cái này là khởi động xong nha. Xong rồi tới kem nha, kem hai muỗng nha.
xong rồi tới ai sổ chết hai muỗng nha, chơi đừng có keo. Mấy bạn tập tạ mấy bạn keo á thì cơ bắp mà nó keo lại. Ok, quan sát quan kêu. Ok, lên chỉ nữa. Cây chữ H cuốn tạo hình búa, tập tay lực lắm. Wow. Một duy nhất đời chim. Đổi bài. Rồi bây giờ Duy sẽ tập cuốn tay trước trên cái máy Apollo 7000 nha các bạn. Bản tư luôn. Bản tư nhưng phải 7000 lộn. Đó, cái này tập rất là xịn sò. Đây là một bài tập đặc biệt, không có chỗ nào có hết á. Chỉ có home game có cái máy này thôi chứ bảo đảm không home game nào mà có cái máy mà ngồi trên tay vậy. Woo!
Rob. Rob, Rob là. Ê. À. Ê. 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 Rob. Ê. À. 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 Đó. À. À. Ai. Ai. Ê. Nghỉ đó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chút lấy hèm bánh ra đi.
diệt cuồng si bằng cả cuộc sống vinh quang thành công. Ôi may mắn em nào đâu nghĩ suy, nguyện suốt một đời sát cánh bên anh như Ben Press quanh liệt mặc cổ thi. Lên Paris treadmill tiên thuần thứ, anh oai hùng trên đôi chân mạnh mẽ, em yêu kiều sexy lady. Nhưng cuộc sống bao điều đang chờ ta, cần phấn đấu chỉ có gym thôi. Chiếc khoe danh vọng hạnh phúc sánh đôi, dám mà tăng cường body fitness. Trong cuộc đời làm sao có hết đây, sẽ rất tự hào một kiếp chim mơ. Trong cuộc đời làm sao có hết đây, sẽ rất tự hào một kiếp chim mơ. Ôi, rồi buổi tập đầu tiên của giáo án Lean Body Home Team đã kết thúc nha các bạn. Mệt quá, tập hơi bị đuối đó. Nhưng mà sau khi tập hơi bị đuối thì chúng ta phải chơi 50g protein, protein isolate của cái hãng cực kỳ mắc tiền mà cái giải Olympia cái này nó thành công lắm bạn. Hồi mùa này nó rủ mình đi thi á, nhưng mà tại mình bị dịch mình đi không được nha các bạn. Đây mình cứ chơi 2 muỗng thôi, bạn nhìn tướng Duy Nguyễn là chơi 2 muỗng rồi đó. 2 muỗng là một lần, lần nói chung là cách nạp protein của Duy cứ là 50g, 60g, 50g, 60g vậy đó. Bất kể protein gì. Buồn chưa? Để bên đây mình mới uống có 4 lần rồi, hàng mấy người kia uống hết trơn. Nó trên video thì nó xiên xiên, nó dọn dọn thôi chứ bạn, chứ nó bào sức ghê đó mọi người. Còn cái bao tay mình, cái dây quấn của tay mình để trong, ủa dây kéo lưng mình để trong đó đó. Mình để sao giờ nó còn rộng rồi, không hiểu không? Rồi, nói chung là các bạn cứ mua home gym của Duy Nguyễn về các bạn tập nha. Rồi xong là phục hồi cho tốt là kể như ngon lành nè. Đi ra đường là người ta kêu mình đại gia nha các bạn. Đây quầy lễ tân của Thor Gym quận 7. Các bạn nhìn thấy nó giống như Bình Tân không? Nó mang một cái phản phất của Bình Tân, mà nó rộng hơn Bình Tân, nó xoang hơn Bình Tân, và nó đẹp hơn Bình Tân. Đáng lẽ là quay cái này buổi trưa là đẹp lắm bạn, mà mấy thằng này nó xào trẻ sao giờ thành buổi tối luôn rồi. Nên có thể ánh sáng nó sập xuống tí nha. Rồi vô 100% nha các bạn. Anh em ơi, vô 100% nha, nhậu online nha, nhậu online với Kim Chúa nha các bạn. Vô 100% rồi mình kết thúc video luôn nha. Hẹn gặp lại bạn trong chương trình tập luyện tiếp theo. Này nó có cơm bạn, nó có cơm, bọn này có cơm. Đây bạn em uống 100% được tôi nè, nó có cơm nè. Nó khi bạn pha vô này nó kia. Không phải là quảng cáo mà ha nè. Purity nó là gì? Tinh khiết nhất, phục hồi tốt nhất, hấp thu nhanh nhất, nói chung xịn nhất và mắc nhất. Rồi bye bye mọi người.